Chuyện kể rằng ngày xửa ngày xưa có hai anh em sanh đôi, nhưng vì một lý do nào đó hai anh em phải tách biệt, người phương trời kẻ góc bể. Nhưng một ngày nào đó Facebook đã mang chúng tôi về với nhau. Thưa quý vị, người em sinh đôi của Trấn Thành chính là Tóc Tiên. Ai nói sao trời, tại sao có cái sự tích sinh đôi? Không, thực ra cái sự tích sinh đôi mà cái người phát hiện ra đầu tiên đó là chú Chí Tài. Một lần xem em diễn này bảo trời Tiên ơi sao con giống Trấn Thành lúc giả gái dễ sợ luôn. Thôi, không biết cái đó là lời khen hay là lời chê. Và mọi người bảo là rất là giống, mặc dù là em cũng không thấy giống lắm. Tôi thấy không hề giống. Một con quỷ không hề giống một ma cà rồng được. Ai không hề giống. Thôi bây giờ thế này, bên đây người ta đã nhận chị em sinh đôi với nhau rồi, để cho Tóc Tiên về bên đây đi. Còn Quang Vinh ơi, dạ, bây giờ thì có lẽ là mình không còn sự lựa chọn nào khác nữa. Mình sẽ về với đội của Trường Giang thôi. Nghe tôi nói nè, anh đừng nói chuyện không sự lựa chọn. Đã gọi là gì, quỷ ma là phải đi một cặp. Còn dâu, hoàng tử là phải đi với hoàng tử. Không, sai nè. Hoàng tử quỷ ma, quỷ ma là đi một cặp, hoàng tử là phải về với thái giám. Để người ta lo. Khoan, trước khi hoàng tử thì tôi hỏi cái định nghĩa này lại một chút xíu. Tại sao hoàng tử là phải đi với thái giám chứ, đúng không? À, thường là thái giám đi sau lưng cúc cung cụm tiệc. Hoàng tử lên ngựa đi hoàng tử. Nè, yên hoàng tử. Trường Giang có thể không là hoàng tử, nhưng Trường Giang cũng không là thái giám. Và Quang Vinh sẽ phải về với mẫu hậu đứng sau. Hoàng hậu. Xin mời Quang Vinh, em về với đội của Trường Giang. Đó, màu đen về với màu đen, không có gì hết trơn. Tóc Tiên ơi, Tóc Tiên ơi, em là quá lanh lợi rồi, em cũng tự nhận mình là quỷ rồi đúng không? Dạ. Cho nên là anh tin chắc là em sẽ đủ sức đối phó với những cái con người ở đây. Tóc Tiên thì sao? Làm gì biết. Ngồi yên, không được nhảy vào miệng người khác khi người ta đang nói chuyện. Khi mà em thấy cái đoạn mà hát của bạn này nó đúng một chữ thôi thì âm lượng rất là to. Trời to thì hát to, nó to. Anh để em nói chương trình người ta sửa giọng hết dầu. Anh có dám nhảy vô mồm Nhã Phương nói chuyện hay không? Dám, anh nhảy hết. Trời ơi, nhảy vô mồm Nhã Phương bả nhả ra cái chết liền chứ giỡn. Thường á, những người nào mà không biết hát thì thường á họ cố gắng hát với âm lượng rất là to, họ cố gắng hét nhiều hơn là hát. Sai. Thường là như vậy. Đó là cái kinh nghiệm của em. Trong chương trình này tất cả đều được dàn dựng. Ủa, em chưa quyết định cuối cùng là gì? Em chỉ đang nói về cái nhận xét của em là thì như vậy thôi. Thì góp ý thôi. Theo cảm nhận riêng của em là bạn này hát không hay. Cảm ơn em. Em đang thắc mắc là tại sao bận bộ đồ y tá mà mang đôi dài như vậy? Tại vì cái bộ đồ đó là chương trình mướn cho có mặt. Không phải bộ đồ của cổ. Tức là không phải là y tá đó. Chúng ta xét về phương diện thời trang, không một y tá nào mang đôi guốc cao chà bá vậy để mà chạy. Tại sao lại không? Em ơi, em phải hiểu một điều rằng nhiều khi cô làm trong bệnh viện mà bệnh viện nó giường tầng, phải đi về cao gót chói mới tới bệnh nhân. MC tào lao vô giải thích như vậy mà giải được. Cái đôi giày này là cổ mang theo để chuẩn bị cho cái tiết mục sau đó, là cổ sẽ phải mặc cái đồ đâu. Dài cô ấy đầu thắt bính như Tóc Tiên. Làm gì có y tá nào. Đúng rồi. Sáng sớm 5 sáng dậy mỗi mắt còn chết, đi làm không kịp. Trời ơi, ngầu đi thắt bính nửa tiếng đồng hồ. Mà thắt gì? Thắt hình con tôm. Cô ta đến đây từ lúc 10 giờ sáng và make up tới 12 giờ rồi quay. Nhưng chúng ta hãy nên nhớ rằng cái nghề nghiệp bỏ lại sau lưng. Còn đây là mình giải trí. Còn bộ đồ đó là của chương trình, đôi guốc đó là của cổ. Cổ đẻ cái nghề gì đâu. Trời, sai. Nếu như mà Giang nói như vậy, nếu mà Giang nói là cái bộ đồ này ban tổ chức mà mướn cho cổ, thì bây giờ tôi yêu cầu ban tổ chức mai mốt mướn đồ, chú ý mướn bộ đồ đẹp hơn. Chứ không thể nào mướn bộ đồ mà bận vừa có cái quần cả, không phải. Cái quần cái ngắn quần, lên tới đây như vậy, mà bận cái đôi giày cao như lúc vậy đầu, không thể nào đầu, lúc không đầu phải là bi lỡ quay. Ban tổ chức. Bao nhiêu lâu để vẫn quen từng ngày, thời gian cứ thế trôi qua mau. Nhưng hôm nay anh đã còn một người ở bên này không lo sớm mai. Và anh biết trái tim anh thật lòng muốn mang em về nơi này. Baby, tin anh đi cho em thấy nụ cười mà anh mang theo mỗi đêm. Một phần trình diễn sôi động dễ thương. Cảm ơn em nha, mời em về vị trí của mình. Cậu này không phải dancer mà hát cũng không hay luôn. Đúng, em đồng ý là hát không hay. Nhìn cái miệng điệu lắm. Ôi, sao vậy? Tại sao mọi người lại nói như vậy? Em ơi, tại sao em nói điệu là hát không hay? Ủa, ý em nói anh Long Nhật đó hả? Chào anh Long Nhật, anh có làm gì anh không đang nghĩa? Phải, đi anh nghe nói anh giận cho anh Long Nhật. Bạn này hát cái miệng bạn trúng trúng túm 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 lại giữa không à. Tức là bạn lo bạn diễn thôi chứ bạn không có lo hát.
Tại khi mà nếu mà thực sự là tại vì đây là vòng siêu diễn. Đúng. Ủa, rồi nếu mà em siêu diễn thì phải diễn cho ra là ca sĩ. Tại sao các bạn lại nói vậy? Hình tròn. Người ta đang đánh lừa mình đó tiếng. Đúng vậy. Đây là chương trình của nghệ thuật chấp đặt. Ủa sao nãy em nhớ anh với em là cùng đáp án với nhau mà sao giờ khác nhau vậy? Người ta cũng đang siêu diễn đó. Đó. Tất cả mọi thứ đều có thể thay đổi trong vòng một giây mà thôi. Không, nhưng mà em là em thấy bạn này hát không hay. Hát không hay. Tiên ơi, sao hãy anh nhìn đi. Thần thái đó kìa, ánh mắt đó, thái độ đó, nháy như vậy thì dĩ nhiên là hát không hay rồi. Nhưng sao? Đẹp đúng không? Đẹp là được. Đúng. Không biết nói cái gì nữa bây giờ. Cảm ơn các em Vũ Công trước tiên. Tiếp hay theo quá, là mời, ơi. Mời sắc, em hay mời quá, em về ơi. Vị trí của mình nha. Em ơi, em đẹp lắm em ơi. Trời ơi, cái phần trình diễn không thua kém gì Tóc Tiên. Diễn xuất sắc. Quyến rũ cực kỳ. Không thua xúc gì Hồ Ngọc Hà trong cái bài này mà cái gương mặt cực kỳ giống Hồ Lệ Thu. Ra hất 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 rất nảy, 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 đẹp. Lúc mà bạn bắt đầu xà xuống dưới đây á, là Trường Giang đứng lên đó. Bạn đó vừa xà xuống là cái môi cái Trường Giang cũng xà tới đúng luôn vậy. Cái cô này không biết là hát hay hay hát dở, nhưng mà cái đam mê mãnh liệt của cổ khi đã tham gia một cái gì đó là phải bốc cháy và kháng phòng có thể bị tiêu diệt. Nếu như vậy rất có thể là cô bán hộp quẹt hay là cô làm ở ra nhà có cây xăng giao bình ra. Đúng vậy. Không, người ta rất bình thản với những lời chỉ trích của dư luận. Cái gương mặt của người này là cái người sống trong showbiz. Nhưng ai dám nói một người bán một quẹt không hát hay. Cô ấy có thể đốt cháy tất cả mọi thứ. Đúng. Chỉ một ngọn lửa thôi. Tôi đề nghị hai người đàn ông Đi về chỗ. Hai đi quên nó kiếm kìa. Hai đi quên nó kiếm kìa. Cản tôi lại. Hai đi quên kêu kìa. Giang ơi Giang. Giang Nhã Phương kêu em kìa. Về đi. Cái cô này là có một giọng hát vô cùng khủng khiếp. Nếu mà cô ấy đã trình diễn bốc cháy ba đi thì bốc lửa chắc chắn giọng hát sẽ bốc mùi. Em có tin là Nguyễn Khán Phòng này quán em bốc khói luôn không? Cái cô này có hai điều để mình phải hãnh diện gì cô ấy, tức là quá sự đam mê là nó ghê gớm, cái sự cống hiến nó ghê gớm, và cái sự hoạch định về cái đường đi nước bước quá ghê gớm. Ủa nó nghe nè, nó tôi nghe nè. Khẳng định cái cô này là có một cái sự hy sinh cho một cái nghệ thuật, là cô này là đỉnh cao công nghệ Nhật. Xin lỗi gia đình nha, xin lỗi gia đình. Đi về, về đi em thiệt á. Ủa sao tôi có cái gì hoạch định như thế ghê vậy? Ủa giống như chương trình mình hướng nghiệp hay sao? Tao mua lớn quá vậy. Ê nó nghe nè, khoan để cho khách mời nói một câu được không? Mời Quang Vinh. Giọng hát kinh khủng lắm, kinh khủng khiếp lắm. Là rất là thích màn biểu diễn này luôn và cảm thấy là đầu tư và dốc hết tâm sức của mình. Đâu, cái đó là cái mình phải gọi là mệt lắm. Vâng, em kiềm chế chủ nhà bên đó lại. Rồi, nhưng mà nữa. Em nghĩ là cổ không hát được, tại vì khi mà cổ nhép theo bài của Hà thì cũng không có đúng nhịp. Từ đầu tới giờ em nói thiệt là em rất thích anh, em rất mê anh vì anh đẹp trai. Thì ở đây ai cũng biết cái quan điểm em là đẹp là được rồi. Nhưng anh sai rồi. Từ đây về sau sao? Từ đây về sau em không còn thích anh nữa. Ủa, lẽ ra anh tưởng em vẫn là già, từ đây về sau em vẫn tiếp tục thích anh nữa chứ. Không, tại vì em vẫn bảo vệ cô số 4 này là hát hay. Thần thái đó mà hát mà coi như là mà quen hết sân khấu thì có thể nổi tiếng rồi. Nếu vậy là Tóc Tiên rồi, đúng chính không? Xác. Đúng rồi, em đã quên nhắc cho anh nói một chuyện nữa là đây mình không phải đi tìm ca sĩ. Mà cái này là một người bình thường có giọng hát được hay. Nãy giờ mình không có nói ca sĩ đâu. Không có nói là hát xuất sắc, nhưng mình okay, đang nói em là... Em sai, em bị cỡ luôn. Giờ còn thích người ta nữa không? Không có lập trường. Dạ. Thích người ta nữa không? Mình sai đó. Thích. Thích lại phải không? Em thích anh Quang Vinh lại. Tóc Tiên ơi, em đừng có dựa ngửa ra như vậy nữa Tóc Tiên ơi. Tiên ơi, đề nghị ngồi thẳng lên, anh đang mệt. Đây, không phải là bãi biển Honolulu.
Em mà cứ như vậy là Trường Giang mệt nữa nha. Trường Giang coi cái phần vừa rồi xong là đã muốn tuột máu rồi. Bây giờ anh không nói muốn... cái gì đó, em không hiểu anh Trường Giang nói cái gì á. Bây giờ anh mới nhờ em. Trường Giang trên đời này không nói cái gì cho người ta hiểu hết. Xét về mặt hình thì là xuất sắc rồi. Nhảy đúng nhịp, nhảy đúng động tác là một chuyện, nhưng mà cái thần thái là bạn này có. Sexy, rất là sexy luôn. Và rõ ràng là bạn rất là tự tin trên sân khấu. Rồi là chiếm lĩnh sân khấu rất là tốt. Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa nói lên là bạn này sẽ hát hay. Mà em đang có một cái giác quan rằng là có thể là bạn này giác hát. Quan em nãy giờ thấy toàn giống giác hơi không ạ? Ừ, nhưng mà nãy giờ giác quan em đúng không rồi nha. Đúng rồi, đúng. Hồi nãy anh thua rồi còn gì. Anh biết người ta hát hay nên anh muốn nghe người ta trình diễn anh mới chọn. Rồi. Cái này rồi. Là lý luận cùi đó anh. Cảm ơn Tóc Tiên. Cứ giữ cái suy nghĩ đó của mình lại nha. Chúng ta sẽ đến với người tiếp theo. Cùi thấy cùi. Trời ơi. Khoan khoan, em đang thắc mắc một chuyện là thường thường em nghe là lý luận cùi hay là cùi? Nói lý luận cùi là vậy luôn á. Lý luận cùi. Cùi đúng không? Có những người cùn. người ta người ta nói lý sự cùi. Có những là lý người sự, lý luận người ta không rành về ngôn ngữ tiếng Việt. Thôi thông cảm với Tóc Tiên cũng rời Việt Nam hiểu. Mấy năm rồi. Đôi khi không hiểu. Người ta thấy Trường Giang rút lại vậy người ta tưởng cùi vậy. Mọi người đang nghĩ rằng cậu này hát hay đúng không? Em nghĩ bạn này hát không hay. Sai. Hay đó. Kệ hay anh. Lắm. Hay lắm. Chúng ta có hai đầu chiến tuyến. Bởi vì khi một người hát không hay thì không bao giờ người ta có thể chọn những bài này để người ta siêu diễn. Bạn này đâu có chọn xin đâu, ban tổ chức chọn. Bạn này chọn. Bạn này chọn. Làm sao anh biết? Tôi là người của ban tổ chức. Ủa, vậy là không có công bằng rồi. Vậy nói lại câu nãy, lý sự cùi. Sao bữa nay anh nói nhiều quá vậy Trường Giang? Lý luận cùi. Tôi là người của ban tổ chức và tôi biết cái bài này là bạn này tự chọn. Khi ban tổ chức yêu cầu em muốn nhép bài nào, ném vào vòng thứ hai, bạn này đưa bài này vô, ban tổ chức nói được thì cậu này cậu sẽ trình diễn những cái bài dạng như là năm anh em trên chiếc xe tăng hay là tiểu đoàn 307. Em hay quá, em nói cái như em là chồng của bà biên tập vậy đó. Trường Giang, em không thích đàn ông nói quá nhiều. Em thích kìa, chia tay. Anh Nghĩa, thế em nghĩ là ông này hát hay. Tại sao? Tại vì cái cách ông trình diễn rất bình thường, không phải cố phải gồng lên mà tới chữ là đớp. Nhạc lên rất thoải mái, rất nhẹ nhàng và control tất cả mọi thứ, kể cả ánh mắt. Anh này không muốn diễn nhiều. Và chắc chắn đây là người hát rất hay. Chi mà phải lồng lộn lên. Chữ hai người phụ nữ đẹp của tôi mạt sát người ta không còn một cái gì. Chia tay một cô gái đẹp rồi miệt thị một cô gái quá. Em nghĩ rằng là bạn này hát hay. Bài hát tiếng Anh để chọn mà thể hiện nó không có dễ tí nào. Bạn hát và bạn hiểu được là bạn đang hát cái gì, chứ không phải là hát kiểu như là trôi tuột qua. Bạn hiểu cái lời, bạn biết là lúc đó phải diễn như thế nào. Và quan trọng nhất là khi Adele hát là có những cái đoạn cần phải hơi nhiều hơn, cái khẩu hình miệng phải mở to ra, và có những cái đoạn phải bỏ nhỏ lại. Tức là bằng những cái body language, những cái ngôn ngữ hình thể thì em có thể đoán được là bạn này hát hay. Đây mới là cái trường hợp mà Trường Giang nói lúc nãy. Bài này là do bạn ấy chọn để nhép. Đúng bởi rồi. Vì sao? Bởi vì bạn ấy có thể là một người không hát nhạc Việt giỏi. Bạn ấy chỉ nghe nhạc nước ngoài nhiều và cái không. Cô này tên là Nguyễn Thị Liễu. Rồi bắt đầu xàm nhà nữa. Ở nhà bè. Vì sao tôi biết điều này? Bởi vì nhà tôi bên nhà bè. Và cô này được chương trình mời tới với nhiệm vụ duy nhất là em hãy nhép một bài nào em thuộc từ trước giờ và thuộc cay đắng. Là cô này thuộc bài này thuộc Tha Thiết. Ủa rồi cứ dính dáng như tới nhà bè. Đúng rồi. Tức là gần nhà em nên em biết thông tin này. Tại sao Trường Giang biết? Bởi vì cô ta là con của cậu hai, của bạn dì ba, chị của thím chính, bạn của bạn gái của mẹ nhà Phương. Nhà không phải, nhà kế bên của bà Tám. Bà Tám sao? Hả? Chị Tám ta lưới tỏ cho bà chịu hả? Mẹ gái mẹ nhà Phương thì sao? Là mẹ nhà Phương có một người bạn gái. Cái người bạn đó là phụ nữ. Thì đó là cái quan hệ xa cỡ đó em thì ơi, Giang mới biết. Nội chương trình đưa ra những cái sự lừa đảo đã đủ mệt lắm rồi. Anh Nghĩa, Quang Vinh đang ngồi, Quang Vinh đang ngồi cái mặt vậy nè. Tại vì Quang Vinh em có hiền quá.
đúng không? Em lạc vô một cái bầy sói. Lâu rồi anh chưa xuống núi. Đúng. Dạ, xin chào ban giám khảo và tất cả các bạn ở đây. Em tên là Nguyễn Minh Trí. Công việc hiện tại của em... Minh Trí hả em? Ừ, cùng tên chồng chị Ốc đó. Giống họ, giống tên luôn em. Nhưng mà người ta đẹp, chồng thấy gốm. Phải mà. Ai nói chồng có cái gốm? Chồng có chẳng qua là dài người hơn ta thôi. Đó, người ta 1m8 là hú hồn rồi, ổng cao 1m85. Cải thiện được nói giống rồi còn gì. Trời tháng dễ trời. Tiên ơi, cái gì? Không thâm ha, Tiên ha. Nè, em nói cái nha. Cái câu mà đau nhất là câu bên đây nè, phải không Tiên. Tôi? Không sao. Em bán vào Thái Lan cho bà chịu thôi. Xin lỗi Nguyễn Minh Trí. Tóc Tiên không sao cả, hôm nay em là khách, chị sẽ lịch sự với em. Bỏ qua. Anh à, khi nào mà đám cưới anh, em xin lỗi, em sẽ không mừng phong bì, em sẽ tặng anh sữa canxi để cho anh đẻ con ra uống canxi nhiều nhanh. Okay. Yên tâm đi, sau này tôi lấy những người cao như Tóc Tiên là đẻ con dài hả? Anh nghĩ những người như vậy có nghĩa là nhà Phương không có cửa. Tôi nói rồi, nhà Phương không thích điều này. Lát tôi sẽ đăng lên Facebook Trường Giang khẳng định lấy người cao cỡ Tóc Tiên, ngoài ra không lấy. Nồng nàn sâu lắng đó. Trước tiên anh phải thay mặt cho dòng họ ba người bộ tộc Voluti nhà anh xin chân thành xin lỗi em vì đã đưa em lên đoạn đầu đài, nhưng tất cả hãy trách Quang Vinh. Em không có lỗi, chỉ những người yêu em mới có lỗi thôi. Đây là sự vu oan giác hoài. Không, đây không phải là vu oan. Tôi đồng ý với Trấn Thành. Nếu như Quang Vinh đừng nói câu đó ra thì có lẽ em còn sống sót tới vòng cuối cùng. Chính xác, chính xác. Không, Quang Vinh vì là... sao? Bởi vì trong mắt những người phụ nữ á, bao giờ họ cũng muốn triệt những người phụ nữ khác mà người đàn ông họ yêu mến đang đem lòng cảm mến. Đúng. Đó. Em nghĩ sao? Đó là Thu Trang. Trang đang yêu thương Quang Vinh và bị người ta phủi như là một cái thứ gì đó. Cái gì? Không, ý là mình nói là ruồng bỏ. Em yên tâm, những người sống vậy cuối đời sẽ gặp cay đắng. Cuối đời chưa biết, bây giờ cuối chương trình em bị loại trước rồi nè. Em hiện tại đã bị loại, nhưng cánh cửa này khép lại là một cánh cửa khác mở ra. Cửa nào vậy? Cái cửa giữ xe đang mở ra cho em để em lấy xe cho tiện, ví dụ vậy. Đúng không? Em thấy chưa, người ta thương yêu vì em, đừng bao giờ tin với người có chiều cao không quá 1m6. Trai nói như vậy là mất lòng anh Quang Linh. Tất cả các bạn đề nghị để cho Quang Linh lên tiếng, bởi vì em chính là nguyên nhân cho cô bé này bị loại ở vòng thi thứ hai này, thưa Quang Linh. Đúng. Hát nghe đã quá em ơi, rất là thích màn trình diễn của em. Cảm ơn em. Cảm ơn anh. Mà giờ sao giờ? Số phận như vậy rồi. Số phận là em mà.